Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người đến với kênh Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Trong rất nhiều những cái video clip thì một số người, một số bạn comment rằng là anh Hoàng ơi, anh có dám nói về cái vụ đồng tâm hay không? Thì xin phép với các bác như thế này. Vụ đồng tâm là một cái vụ rất là phức tạp. Ngày mai là cái ngày rất là đặc biệt bởi vì nó sẽ có một cái nó gọi là đưa ra cái phiên tòa xét xử cái vụ án đồng tâm. Cái phiên tòa này thì tôi cũng đã làm một cái video clip từ trước. Đó là một cái video clip mà khi chuẩn bị gọi là khởi tố cái vụ án đồng tâm này và chuyển đến viện kiểm sát để mà khởi tố đưa ra tòa, thì luật sư Liên đoàn Luật sư Việt Nam ấy, cộng với cả một số luật sư mà bảo vệ cho những cái bị can ở cái vụ án đồng tâm không được gọi là tiếp cận cái tài liệu, hoặc là chưa được tiếp cận và rất khó khăn để mà tiếp cận cái tài liệu của hồ sơ vụ án để phục vụ cho cái công tác bào chữa của mình. Thì báo cáo với các bác rằng là tôi làm cái video clip đấy và tôi phản bác cái việc đó. Bất kỳ một cái gọi rằng là vụ án nào, dù nó nhạy cảm đến đâu, dù nó như thế nào đi chăng nữa, thì báo cáo với các bác rằng quan điểm của kênh Trang Trang TV và Hoàng John tôi luôn luôn muốn mọi người phải thực sự là thượng tôn pháp luật. Và kể cả cái vụ án đồng tâm đấy như thế nào đó đi chăng nữa thì luật sư là phải tiếp cận cái hồ sơ vụ án. Theo những thông tin của tôi được biết thì sau cái kênh, sau khi mà phát những cái kênh đó thì bên phía của viện kiểm sát cộng với cả rằng là và bên viện kiểm sát và phía luật sư ấy thì cũng đã nhận được đầy đủ những cái hồ sơ tài liệu để mà bào chữa cho các bị can. Vào ngày hôm nay thì là ông Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thì ông cũng đã thông tin những cái vụ án về cái vụ án này để mà mọi người dân được biết, như các bác đã xem ở cái đầu video mà tôi trích dẫn cái bài phỏng vấn đó. Ở đây á, tôi mong muốn các bác rằng là xem cái video clip này là cái video clip đầu tiên, tôi gọi là tạm gọi là cái đầu tiên đi, về cái phiên tòa, tôi không tính cái video clip kia nhé, đấy, mình tạm như thế, là về cái phiên tòa xử vụ án đồng tâm này, thì chúng ta cùng comment, chúng ta cùng bình luận, chúng ta cùng đưa ra những cái quan điểm dựa theo những cái gì mà chúng ta biết, không nhất thiết phải là phía của bên chính quyền đưa ra, để mà chúng ta nhận thức một cách đúng đắn về cái sự vụ này và cái phương án để mà tiếp theo thì là sẽ phải xử lý như thế nào. Xử lý ra làm sao để mà không có sự việc tái diễn nữa. Bởi vì đây là một cái sự việc nó liên quan đến máu và nước mắt của rất nhiều người, của ông Kình, của ba chiến sĩ công an, chứ không phải rằng là một cái sự việc nó đơn giản. Theo cái thông cáo báo nhất của bên phía của ông Tô Ân Sô đưa ra ấy, thì tôi thấy có mấy cái điểm như sau. Mặc dù ông Tô Ân Sô dùng rất là nhiều những cái từ ngữ mang cái tính gọi rằng là cảm xúc và hướng dư luận một cái gì đấy, nhưng mà tôi cũng đưa ra, tôi chỉ tóm tắt lại với các bác rằng là đưa ra những cái vụ án như thế nào. Thứ nhất, theo ông Tô Ân Sô ấy, thì có mấy cái lý do như sau. Một, rằng là ông Lê Đình Kình này thì là cũng đã, mặc dù là chết rồi đấy, ông Lê Đình Kình này thì lập ra cái tổ đồng thuận từ năm 2013 và liên tục có những cái hoạt động mang tính chống phá với chính quyền và nhà nước. Đấy là cái điểm số 1. Cái điểm số 2 mà bên Tung Tô Ân Sô đưa ra ấy, rằng là Lê Đình Mì đã là một cái cháu chắt gì đấy của ông Lê Đình Kình. Và cái vụ án này thì chủ yếu là những cái thành viên của dòng họ Lê Đình thôi, là cái dòng họ lớn nhất của cái xã Đồng Tâm. Là Lê Đình Mì hay còn gọi là Mỹ, thì trước cái khi vụ án này xảy ra thì đã rất nhiều lần dùng dao quắm và tấn công những cái nhân vật bất đồng chính kiến tại chính cái xã Đồng Tâm đấy, bao gồm cả những cái đe dọa ấy. Tấn công một cái người và đe dọa một số người khác, bao gồm là một cái ông gì đó tên là Toán, mà khi mà tham gia một cái cuộc đối thoại với chính phủ, một cái ông chủ tịch xã đe dọa ông đấy và một số người khác, nghĩa là xông vào nhà rồi nọ kia, rất là nhiều thứ, rồi là ném chất nổ, rồi là nọ kia, rất là nhiều thứ. Có một điểm ấy, tôi xác định, xác nhận với các bác và cũng xác nhận luôn là ông Tôn Nân Sô nói đúng, rằng là cái công cuộc nào bây giờ các bác tìm ở trên YouTube rất là nhiều đấy,
gọi rằng là cái công cuộc chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng chiến đấu của ông Lê Đình Kình và một số người bên xung quanh ấy thì đã được lên YouTube trước khi cái ngày đặc biệt là cái ngày mùng 9 tháng 1 xảy ra, một cái ngày mà tôi cho rằng rất là bi kịch. Đấy là một cái mà tôi thông tin với các bác là như vậy. Thì cái việc mà hình ảnh rau quắm rồi tất cả mọi thứ mà các bác thông qua để xem cái bài báo đấy, rồi những cái vũ khí tự chế, rồi là lựu đạn, rồi rất là nhiều thứ, thì rõ ràng một cái thông tin nữa mà bên phía của ông Tô Ân Sô đưa ra là 14 hộ dân thì cũng đã nhận tiền đền bù, và cái việc dòng họ Lê Đình hay là cái tổ đồng thuận đấy, ít người liên quan đến cái việc mà đền bù đất đai, mà họ chỉ lợi dụng cái việc đó để mà thực hiện cái công cuộc gọi là chống phá chính quyền. Thì các bác cứ xem những thông tin mà mình nắm lại những thông tin dạng như vậy để mà cho nó rõ ràng. Liên quan đến cái này ấy, thì cái vụ sự việc nó nóng lên ấy là do cái sự việc là bắt giữ những cái chiến sĩ cảnh sát cơ động trong một cái thời kỳ, và cái việc này nó dẫn đến cái việc mà là hai đại biểu Quốc hội cộng với cả rằng là ông Nguyễn Đức Chung vào đấy thương thuyết, và ông Nguyễn Đức Chung đã ký một cái bản cam kết với những cái người đó để mà giải thoát những cái chiến sĩ cơ động ra đó. Thế thì là ông Nguyễn Đức Chung thì ông ấy làm việc đấy là như thế nào, và quan điểm của các bác ra làm sao, quan điểm của các bác về những cái vụ án về cái vụ án Đồng Tâm là như thế nào, những cái sự việc diễn ra như làm sao, những cái thông tin mà các bác nắm được thì các bác có thể làm ơn rằng là để cho mọi người cập nhật đầy đủ, các bác comment phía dưới nêu quan điểm rõ, có những cái dẫn chứng hay có những cái thông tin gì mà các bác cho rằng là chính xác và là đúng, và nếu mà có dẫn chứng được thì là tốt nhất, thì các bác bình luận phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ ngồi chờ phiên tòa diễn ra là như thế nào, và chúng ta xem được rằng là có cái gì đó nó thú vị hay không. Tôi là cái người mà tôi rất là thượng tôn pháp luật, cái gì nó đúng thì là đúng và cái gì nó sai là sai, mà tuyệt đối tôi không bao giờ ủng hộ cách dùng bạo lực để mà đòi hỏi một số cái quyền lợi hay đòi hỏi một số cái gì đấy ở trong cuộc sống xã hội bình thường, cho đến là cái việc mà đòi hỏi những cái thứ nó cao cấp hơn dạng như thế. Chúng ta luôn luôn có những cái cách thức và những cái gì đấy để mà làm, không nhất thiết là phải dạng như vậy. Tôi luôn luôn quán triệt cái tin tưởng đó, và bất cứ một cái việc gì mà liên quan đến bạo lực là tôi hoàn toàn phản đối. Tuy nhiên ấy, các bác có thể thấy được rằng là có một cái clip tôi cũng nói chuyện và tôi cũng chia sẻ lại với các bác nào mà chưa xem cái video clip này, chia sẻ cái video clip đấy rằng là tôi không thấy cái bóng dáng tòa án ở đây trong cái xử lý cái vụ việc từ trước tới giờ, hầu hết chỉ là kiện cáo rồi sau đó là một số hoạt động chống đối hay là một số cái gì đấy thôi, chứ tôi không thấy vai trò của tòa án. Mà các bác ở trên này các bác có thể là search thử cái từ rằng là kiện những cái quyết định của Ủy ban Nhân dân, thì các bác thấy được rằng là có rất nhiều kết quả, mà trong đó thì cũng có rất nhiều những cái người thắng kiện chứ không phải là không. Thế cho nên rằng là nhiều bác cứ bảo rằng là với tôi rằng là kiện thế nào được, tòa thế nào được, thì đấy là chứng cứ đấy. Ủy ban Nhân dân hay gì đó, huyện, xã thì người ta cũng đều đã thua cả, có một số người đã thua, và tuy nhiên đa phần thì là không thắng. Thế tuy nhiên ấy, bất kỳ một cái gì đấy, khi mình comment trên mạng hay là mình bình luận hay là mình tố cáo ai, thì mình nên có những cái chứng cứ nó rõ ràng, nó xác thực, và dựa trên cái tinh thần rất là minh bạch, thì chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn nó sẽ khác. Bởi vì khi đã minh bạch rồi thì ai hỏi gì thì tôi cũng trả lời được điều đấy. Còn nếu không minh bạch thì khi tôi hỏi phát cái là trả lời nó sẽ u ớ ngay. Và kể cả quan điểm cá nhân hay quan điểm bất kỳ một cái thứ gì đấy cũng khác. Xem một video của tôi thì các bác có thể là thấy quan điểm ông này là như thế này. Xem một video khác thì các bác có thể thấy quan điểm khác. Với tôi ấy, thì mọi người thử mở rộng cái đầu óc của mình ra, mở rộng cái tư duy của mình ra, nhìn sự việc một cách khách quan. Khi phân tích một vấn đề, chúng ta thuần túy nhìn đó là thông tin, chúng ta nhìn đấy là cái sự kiện, chúng ta nhìn đấy là cái dữ kiện, và chúng ta ít để ảnh hưởng cái cảm xúc vào, thì chúng ta nhìn rõ ràng đó. Và nếu mà bằng các bác nào mà có một cái trái tim nó gọi là rộng mở nữa, một cái đầu óc nó thật sự lắng nghe và tiếp thu nữa, thì các bác sẽ thấy rằng là mọi thứ nó rất là rõ, nó không có gì đó mù mờ cả.
Trừ khi là chúng ta có thành kiến hay định kiến quan điểm quá nhiều ở trong đầu óc chúng ta, thì lập tức là chúng ta sẽ nhìn mọi thứ sai lệch, và những cái dữ kiện tiếp nhận của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bóp nó, chúng ta nắn nó để cho nó giống với cả những cái gì chúng ta suy nghĩ, kiểu thế. Thì các bác ở đây, các bác thử cái video clip này tôi nhắn nhủ các bác một cái điều như vậy, để mà khi các bác nào có một cái gì đấy gọi lăn tăn, thì các bác cũng phải đầu tiên là tôi bao giờ tự hỏi lại chính mình trước, thì tôi cũng thấy rằng là cái cách thức của tôi nó có hiệu quả. Thì ở đây là tôi chia sẻ với các bác, cũng chẳng phải dạy bảo gì cả, thì báo cáo các bác là thế đó. Thì tôi xin dừng cái video clip ở đây, và muốn nhấn mạnh với các bác rằng là quan điểm thế nào chúng ta cứ comment đã, rồi sau đó tôi sẽ làm hẳn một cái playlist, có nghĩa là cái danh sách về những cái video mà liên quan đến vụ án Đồng Tâm này, tập hợp lại để mà chúng ta cùng diễn tiến cái sự việc, sự hiện tượng này, và chúng ta nhìn góc độ nó như thế nào đó. Thì báo cáo các bác là như vậy. Tôi sẽ dừng video clip tại đây, và hẹn gặp lại các bác ở ngày mai với những cái phiên tòa Đồng Tâm rất là nóng. Và kênh Trang Trang của tôi sẽ sẵn sàng để bình luận một cách trung thực, không đứng về phía nào cả. Đó là điều chắc chắn, và tôi cam kết với các bác là như vậy.